Hello các bạn, lại tiếp tục là series đi review đồ ăn và thử thách ăn cay tiếp tục. Và điểm đến đầu tiên của chúng ta đó chính là Biên Xu. Mấy cái trên đây gọi là cái nào cũng có đâu con. Vậy lấy cho em trà xanh ở trên đi. Trà xanh matcha. Em có muốn lấy trà xanh chung với gì không? Hay là trà xanh? Trà xanh chung với gì được chị? Em có thể thiết bị là chung với sô-cô-la, trà đen. Em chung với sô-cô-la đi. Ok, thì bây giờ thì mình đã có được hai tô bingsu rất là lớn. Một tô là trà xanh với lại sô-cô-la. Mình thì mình rất thích ăn bingsu. Nó giống như kiểu đá bào các bạn ăn hồi xưa vậy. Ông nào thích ăn đá bào thì ăn cái này bá đạo. Thời phê vậy. Cái lúc đầu ăn vô thì nó có kiểu xốp như là bánh vậy. Nó sẽ tự động mềm ra xong nó tan trong họng hết. Đậm quá. Rồi đây nhìn nó chảy xuống nè. Rất đặc biệt. Ok, giờ mình sẽ thử qua tới sầu riêng nè. Cái này là phô mai ở trên. Nó cùng một loại nhưng mà người ta sẽ thêm những cái sốt ở ngoài khác nhau thôi. Chứ thật ra cái gốc ở trong thì nó vẫn là như nhau á. Ông nào mà khoái sầu riêng ăn cái này là bá đạo luôn á. Lúc đầu mình nghĩ á là những cái sợi này nó sẽ khác nhau, nhưng mà thực chất là nó sẽ giống nhau, nó cùng một loại hết. Nó cùng một loại hết và nó chỉ khác nhau là cái sốt ở ngoài hoặc là những cái thêm ở ngoài, trái cây ở ngoài thôi. Chứ còn lại là nó sẽ như nhau hết. Ông nào mà khoái ăn sầu riêng, đúng thiệt. Ăn cái này vô là ghiền luôn. Cái này gọi là nâng cấp của đá bào. Ok, thì bây giờ địa điểm này sẽ là địa điểm để thử thách ăn cay. Và đây chính là mì cay. Đây, ý kiến của các bạn thì chuẩn bị cho Wendy là ớt, bắp sắc, chịu đi các bạn. Ok, bây giờ mình đã có 3 tô rồi. Tô này là mì bò đúng không? Mì bò, cái này là mì Thái. Mì Thái cay CM. Ok, thì bây giờ đây là mì Thái cay. Mì Thái cay cay chóng mặt. Các bạn thấy là ớt rất là nhiều. Thì mình sẽ thử coi nó như thế nào. Mình sẽ cho thêm thử thách. Em bị bỏ hơi nhiều quá. Ủa chứ ngu rồi. Đồ thôi, chưa đủ, chưa đủ đồ.
bình tĩnh đi, bình tĩnh, bình tĩnh. Chưa nhầm nhò gì, chưa nhầm nhò gì cả. Chưa đẹp. Và cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành xong cái series đi ăn cay ngày hôm nay rồi. Và cái món cuối đó chính là mì cay. Nhưng mà mình thấy là mì cay dường như là nó chưa đủ sao ở đây mà thiệt, chưa cay đủ. Thành ra là chắc là mình sẽ tạm ngưng cái series đi review món ăn này lại. Và mình sẽ tiếp tục theo sau đó là một cái live show, live stream. Mình sẽ live stream trên kênh YouTube của mình luôn. Và live stream để nấu những món ăn cay, nấu những món ăn cay, review những món ăn cay nhất ở Sài Gòn cho anh em xem. Và anh em nên nhớ là mình vẫn đang live stream game tại Nemo TV Win đi. Anh em nhớ vào để theo dõi mình và có thể tải app để theo dõi mình đang live stream game ở trên đó vào khoảng 11 giờ trưa hàng ngày. Cảm ơn anh em.